Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 12 tháng 9. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Dòng Galaxy Note được leaker nổi tiếng xác nhận sẽ trở lại vào năm 2023. Galaxy A52s 5G được cập nhật tính năng RAM ảo. Phiên bản iPhone 13 màu hồng tiếp tục xuất hiện trong hình ảnh render mới nhất. So sánh iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Cách sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí cho học sinh. Top 5 điện thoại sở hữu dung lượng bộ nhớ trong 256GB. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Cách đây vài ngày, leaker Ice Universe đã đăng tải danh sách các nhãn hiệu smartphone mà Samsung đăng ký. Đáng chú ý là danh sách này không có Galaxy Note, làm nhiều người đã tin rằng Samsung thực sự khai tử dòng smartphone này. Tuy nhiên thì Ice Universe mới đây đã thay đổi quan điểm của mình. Samsung đã không ra mắt Galaxy Note 21 với lý do thiếu nguồn cung về chip. Ngoài ra thì sự xuất hiện của Galaxy Z Flip 3 và Z Fold 3 cũng là nguyên nhân khiến smartphone này bị hoãn ra mắt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu thiết bị có trở lại vào năm 2022 hay không, đặc biệt là khi Samsung bổ sung hỗ trợ bút S Pen cho Galaxy Z Fold 3, sản phẩm đầu tiên dành cho dòng flagship. Vài ngày trước, danh sách nhãn hiệu của Samsung không có dòng Note khiến nhiều người tin rằng máy đã thực sự bị khai tử. Tuy nhiên thì leaker khác là Frontron đã phản bác thông tin này và cho rằng Galaxy Note sẽ quay lại vào năm 2023. Và hôm nay thì chính Ice Universe cũng đã xác nhận sự tồn tại của Galaxy Note 22. Leaker nói rằng thiết bị đã xuất hiện trong chuỗi cung ứng của Samsung. Với việc doanh số bị sụt giảm gần đây thì không có lý do gì mà Samsung phải khai tử con gà đẻ trứng vàng của mình. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Nhiều công ty smartphone Trung Quốc đã trang bị tính năng bổ sung RAM ảo cho sản phẩm của mình thông qua các bản cập nhật phần mềm và mới đây thì Samsung cũng đã làm một điều tương tự. Bản cập nhật mới nhất cho Galaxy A52s 5G đã bổ sung tính năng RAM ảo này với tên gọi là RAM Plus. Việc kích hoạt cho phép người dùng nhận được thêm 4GB RAM ảo và bộ nhớ của điện thoại sẽ được sử dụng cho tính năng này. Tính năng Page Files trước đây đã có mặt trên máy tính và nó cũng hoạt động tương tự tính năng bổ sung RAM trên điện thoại hiện nay. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay thì càng gần đến ngày diễn ra sự kiện lớn của Apple, thông tin về iPhone 13 series lại càng nhiều khiến cho chúng ta vô cùng thích thú. Trước giờ thì cũng đã có nhiều thông tin về việc nhà táo sẽ ra mắt phiên bản màu hồng cho iPhone mới. Thế mà mới đây, hình ảnh render của iPhone 13 màu hồng lại tiếp tục xuất hiện. Trang Instagram The Apple Hub vừa đăng tải ảnh render iPhone 13 bản màu hồng. Thiết bị này vẫn sở hữu thiết kế như những rò rỉ gần đây. Viền vuông, mặt lưng kính, camera đặt chéo. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là tông màu hồng quyến rũ, phần camera và logo quả táo màu đen lại càng thêm điểm nhấn cho máy. Sau thành công lớn về mặt doanh số của iPhone 12 series, người dùng vẫn đang chờ đợi Apple sẽ làm gì để nối tiếp chu kỳ đó. Gần đến ngày sự kiện cũng là những lúc thông tin xoay quanh dòng iPhone mới được tiết lộ nhiều hơn, tạo điều kiện để chúng ta dễ dàng so sánh iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Và còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay phần so sánh hai chiếc điện thoại của nhà Apple này. Xét đến thiết kế và màu sắc, thì thiết kế luôn là một sự khác biệt tồn tại giữa hai dòng sản phẩm iPhone bản tiêu chuẩn và iPhone bản Pro. Về kiểu dáng chung của iPhone 13 hay là iPhone 13 Pro thì đều sẽ giống với iPhone 12 series năm ngoái. Theo những tin đồn rò rỉ, bộ đôi này sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm nay với kích thước tương đương nhau. Lớp khung vỏ vuông vức bằng kim loại sang trọng cùng với chất liệu kính phủ lên cả mặt trước và mặt sau, cạnh bên vắt phẳng và các góc máy được thoải tròn tinh tế hơn. Sự khác biệt của bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 Pro sắp tới đến từ cách sắp xếp ống kính trong cụm camera. Ở mặt sau của iPhone 13 thì các ống kính không còn được sắp xếp theo chiều dọc như thế hệ trước mà được bố trí theo một đường chéo đặc biệt. Trong khi module máy ảnh của iPhone 13 Pro thì sẽ giữ nguyên so với dòng iPhone 12 Pro hiện tại. Thêm nữa thì kích thước của module camera này có thể sẽ to hơn do có thể là được Apple trang bị cảm biến lớn hơn. iPhone 13 thì được dự đoán là sẽ có 6 màu, bao gồm màu cam, tím, màu min,
đỏ, trắng, đen trong bộ khung bằng nhôm cực kỳ tinh xảo cho nên sẽ nhẹ hơn. Còn đối với iPhone 13 Pro thì sẽ có 4 màu gồm màu đen nhám, màu trắng ngọc trai, màu hồng và màu cam đồng được khoác lên chất liệu thép không gỉ, mang đến cảm giác cao cấp và nặng hơn cho nên cầm sẽ đầm tay hơn. Tiếp theo là về so sánh màn hình giữa hai chiếc điện thoại này. Khi mà so sánh kích thước màn hình iPhone 13 và iPhone 13 Pro thì có thể thấy là mặt trước của bộ đôi đều có phần tai thỏ nhỏ hơn so với thế hệ trước đây. Theo nhiều rò rỉ thì màn hình của iPhone 13 và iPhone 13 Pro đều có kích thước 6.1 inch, độ phân giải là 2532x1170 pixel, sử dụng tấm nền OLED tiết kiệm năng lượng, mật độ điểm ảnh cao cho khả năng hiển thị sắc nét, sống động đến từng chi tiết. Thế nhưng màn hình cũng có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Hiện tại thì nguồn tin tổng hợp cho thấy là chỉ có các mẫu iPhone có Pro thì mới được Apple trang bị màn hình ProMotion hỗ trợ tần số quét 120Hz, hứa hẹn là sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm mượt mà hơn. Trong khi đó thì phiên bản iPhone 13 giá thấp hơn sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 60Hz tương tự như là iPhone 12. Còn về phần cấu hình năm nay thì cấu hình của iPhone 13 sẽ khá giống với iPhone 13 Pro khi mà cùng sử dụng một con chip là Apple A15 Bionic. So với Apple A14 năm ngoái thì thế hệ chip năm nay hứa hẹn là sẽ tiếp tục tạo nên những sức mạnh mới mang đến hiệu năng hàng đầu trên smartphone. Và dung lượng RAM thì vẫn có sự khác biệt giữa 4GB trên iPhone 13 và 6GB trên iPhone 13 Pro. Dung tích pin của bộ đôi thì sẽ tăng lên thành 3095mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Vào năm ngoái thì theo đánh giá, iPhone 12 và iPhone 12 Pro cung cấp cùng một thời lượng pin cho khả năng phát lại video lên đến 17 giờ và phát nhạc 65 giờ. Nhiều tin đồn rò rỉ cũng đã tiết lộ rằng là bộ đôi này sẽ có chế độ sạc ngược không dây, vốn chưa từng xuất hiện trên các thế hệ smartphone trước đây. Và để lưu trữ thì iPhone 13 sẽ đem tới 3 sự lựa chọn tương tự như iPhone 12 năm ngoái, đó là 64GB, 128GB và 256GB. Còn iPhone 13 Pro thì sẽ nhỉnh hơn đôi chút là 128GB, 256GB và 512GB. Tuy nhiên thì theo một số báo cáo gần đây thì có khả năng là iPhone 13 Pro sẽ được trang bị thêm bộ nhớ 1TB lớn nhất từ trước đến nay. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta tha hồ lưu trữ ứng dụng, trò chơi hình ảnh thoải mái mà chẳng lo tốn dung lượng. Cuối cùng thì là về so sánh camera giữa hai chiếc điện thoại này. Các cái tin tức đã chỉ ra rằng là camera LiDAR tiếp tục là ưu thế độc quyền mà Apple mang đến cho dòng iPhone có Pro năm nay. Bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 Pro sẽ có thể được trang bị công nghệ chống rung mới là dịch chuyển cảm biến nâng cao hiệu suất SenseShift OIS, giúp lấy nét tự động và khả năng chống rung mạnh mẽ hơn nhờ thuật toán AR. Cụ thể thì iPhone 13 sẽ mang 2 camera độ phân giải 12MP, còn iPhone 13 Pro thì sẽ có 3 camera với độ phân giải tương tự iPhone 12 Pro. Tuy nhiên thì các cảm biến máy ảnh này lớn hơn, camera góc rộng được cải tiến với ống kính 6P mới cho chất lượng hình ảnh tốt hơn. Ống kính tele thì vẫn chỉ xuất hiện trên bản Pro và có thể thu phóng lên đến 2.5x chứ không còn là 2x như cũ nữa. Và các bạn thân mến thì nhìn chung lại cả hai chiếc điện thoại iPhone 13 và iPhone 13 Pro đều mang những ưu thế riêng nhất định. Nếu như bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có tần số quét màn hình cao để phục vụ các tựa game FPS, hệ thống camera tốt để thỏa sức đam mê chụp ảnh thì mình nghĩ rằng là iPhone 13 Pro sẽ là một sự lựa chọn đáng giá. Tuy nhiên nếu như bạn thích sự trẻ trung, năng động với nhiều gam màu sắc để tha hồ lựa chọn cùng với một mức giá dễ chịu hơn thì iPhone 13 sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn. Và trên đây là toàn bộ phần so sánh giữa hai chiếc điện thoại của nhà Apple, đó là iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Các bạn thích chiếc điện thoại nào hơn thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn tiếp theo bản tin ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với một thông tin nằm trong mục mẹo hay. Trong giai đoạn học online này thì phụ huynh và học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa trực tuyến miễn phí trên tablet hay là máy tính. Nền tảng sách điện tử này là chính của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Và trang web hành trang số .nxbgd.vn của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã cung cấp đầy đủ các môn học từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và việc chia sẻ sách giáo khoa điện tử như thế này sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn học sinh cũng như là phụ huynh trong giai đoạn học online này.
Về phần trải nghiệm cá nhân thì website này có giao diện khá là trực quan và dễ sử dụng. Tuy nhiên thì trên các thiết bị di động như là điện thoại hay là tablet thì các thao tác có phần hơi giật lag, có độ trễ và cũng chưa mượt mà được cho lắm. Và các bạn, những ai mà đang có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thì có thể ấn vào đường link bên dưới để được hướng dẫn cách tải các cái đầu sách giáo khoa điện tử về máy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay. Hiện nay thì không quá khó để có thể tìm ra một chiếc điện thoại bộ nhớ trong 256GB đáp ứng được tốt các nhu cầu lưu trữ của người dùng. Thế nhưng đâu mới là sản phẩm đáng mua sắm nhất? Mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đến với top 5 những chiếc điện thoại sở hữu dung lượng bộ nhớ trong 256GB giúp bạn lưu trữ thoải mái hàng trăm ứng dụng, camera chụp đẹp để sống ảo xuyên mùa dịch nhé. Và mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung Galaxy A52. Chiếc điện thoại này đã chứng tỏ được sức hút của mình nhờ vào sự thay đổi về thiết kế cùng với những nâng cấp đáng giá về cấu hình. Bên cạnh đó thì chiếc smartphone này còn có khả năng lưu trữ tuyệt vời nhờ bộ nhớ trong khủng. Sở hữu con chip Snapdragon 720G cùng với RAM 8GB, Galaxy A52 hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho bạn ở mọi tác vụ, từ cơ bản cho tới nâng cao. Ngoài ra thì với sự hỗ trợ của bộ nhớ trong lên đến 256GB thì các bạn có thể tha hồ lưu trữ mà không cần lo đến việc bị ảnh hưởng tới tốc độ truy xuất dữ liệu. Tiếp theo trong danh sách này là chiếc điện thoại Oppo Reno 4 Pro. Chiếc điện thoại đình đám Oppo Reno 4 Pro từ lâu đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người nhờ vào thiết kế đẹp mắt, camera chụp ảnh tốt và cấu hình ngon. Bên cạnh đó thì Reno 4 Pro lại càng trở nên toàn diện hơn nữa khi mà sở hữu bộ nhớ trong siêu khủng. Khả năng lưu trữ của Oppo Reno 4 Pro phải nói là đỉnh của chóp khi mà sở hữu bộ nhớ trong lên đến 256GB và còn hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài 256GB nữa. Nếu bạn cần một nơi để lưu trữ những hình ảnh, video kỷ niệm hay là cần tải những ứng dụng nặng thì hãy để Oppo Reno 4 Pro lo nhé. Tiếp nối chiếc điện thoại của nhà Oppo thì sẽ là một chiếc điện thoại của nhà Xiaomi, Xiaomi Mi 11 5G. Chiếc flagship đáng mua nhất của nhà Xiaomi, Xiaomi Mi 11 5G mang trong mình hàng loạt công nghệ tiên tiến cũng như là ngôn ngữ thiết kế ấn tượng. Mi 11 5G sở hữu hiệu năng thuộc top mạnh mẽ nhất trong những chiếc smartphone Android khi mà được trang bị con chip Snapdragon 888 đi kèm với RAM 8GB. Bộ nhớ trong 256GB sẽ giúp cho bạn giải quyết mọi vấn đề về đầy bộ nhớ một cách dễ dàng và mang đến cho bạn một không gian lưu trữ rộng mở, lưu ứng dụng vài ngày thả ga. Và nhắc đến những chiếc điện thoại sở hữu dung lượng bộ nhớ trong lên đến 256GB mà lại sở hữu cấu hình ngon thì không thể nào không nhắc tới những chiếc smartphone của nhà Apple. iPhone 11 phiên bản 256GB sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn sở hữu một chiếc iPhone có hiệu năng mạnh mẽ để chiến game, camera đủ tốt để chụp ảnh và có dung lượng bộ nhớ trong lớn để lưu trữ dữ liệu. Chiếc máy này sẽ rất phù hợp với những bạn có nhu cầu lưu trữ cao như thường xuyên chơi các tựa game nặng, thích chụp ảnh hay là quay video. Thậm chí là iPhone 11 sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong công việc với khả năng lưu trữ và bảo mật dữ liệu cao trong nhiều năm. Mở đầu là một chiếc điện thoại của nhà Samsung và kết thúc cũng sẽ là một chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung Galaxy S21 Plus 5G. Chiếc flagship này sở hữu một vẻ ngoài thời thượng, đi cùng với đó là những thông số cực kỳ ấn tượng. Trong đó thì không thể không kể tới bộ nhớ trong siêu khủng lên đến 256GB. Galaxy S21 Plus được tích hợp với xử lý Exynos 2100 mạnh mẽ kết hợp với RAM 8GB. Và với bộ nhớ trong 256GB thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng tối đa ưu thế của cụm camera 64MP để tạo ra vô số bức ảnh hay thậm chí là video 4K mỗi ngày. Và các bạn thân mến, thì vừa rồi 24 giờ công nghệ vừa mới giới thiệu với các bạn top 5 những chiếc smartphone sở hữu 256GB bộ nhớ trong, camera đẹp, hiệu năng mạnh mẽ đáng mua nhất tại thế giới di động. Và hy vọng rằng là những chia sẻ của 24 giờ công nghệ sẽ giúp cho các bạn có thể chọn được cho mình một chiếc điện thoại phù hợp nhất. Và thông tin này thì cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 12 tháng 9 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.